Thưa quý vị, phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mại dâm có nhiều tiếp viên hàng không, người mẫu giá 3.000 đô la Mỹ. Theo đó, công an đã tạm giữ hình sự với Võ Thị Mỹ H, 26 tuổi để điều tra về đường dây chuyên tổ chức cho các nữ tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh đi bán dâm cho khách. Trước đó, công an kiểm tra một khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện có 4 cô gái trẻ đang vui vẻ với khách, trong đó có 2 tiếp viên hàng không và một người mẫu. Làm việc với cơ quan công an, các cô gái này khai nhận được H môi giới đi tiếp khách tại khách sạn trên với giá 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ và H là người cầm đầu đường dây này.